Xin chào mọi người. Dạ, chào thầy. Mấy nay gia đình sao rồi thầy? Nãy tôi đuối quá, đang bị đuối. Thực sự đang người rất đuối. Sáng thấy nó khỏe khỏe nhưng mà chắc do dậy liên tục nên người giờ nó đang phê. Vì mình cũng đang trong cái năm, tôi đã đang trong 5 đến 7 ngày mà vẫn đang gọi là cao điểm của cái cơn nhiễm. Bà xã thì đi, mẹ tôi thì trong bệnh viện cũng đang ổn, gọi điện nói chuyện cũng đang ổn, tức là không cần cần đang chỉ có theo dõi uống thuốc và theo dõi thôi, bác sĩ theo dõi chứ không cần phải phải dùng cái máy trợ thở gì cả. Đây, đây là cái tín hiệu đầu tiên. Con mở cái cánh cửa hẳn đây, con lấy miếng giấy con kê vào để mở, con mở hẳn cánh cửa ra. Thì nói chung là còn khó khăn về mặt thời gian, về mặt sức lực phân bổ. Tụi bay có muốn nghỉ nguyên tuần không? Không Có muốn nghỉ nguyên tuần không? dạ không đâu ạ. Nguyên tuần bù chết mệt luôn đúng không? Muốn xúc giáo viên luôn không? Tao đề xuất xúc giáo viên luôn. Dạ không luôn. Cái gì muốn khai thác thầy luôn à các con? Mày có muốn thầy chết trên bàn phím không? Dạ không đâu ạ. Nhưng mà để biết là thầy dạy vì học sinh mà. Chứ không là thầy đã xin nghỉ lâu rồi. Sao mày không nghĩ thầy Hoàng tham tiền, có dạy thì mới có tiền? Không, em không nghĩ thế. Bởi vì tiền bạc cũng không bằng sức khỏe, phải có sức khỏe mới làm được. Nhưng mà thầy vẫn chọn bán sức khỏe để vì học sinh. Chú nâng cao anh quá, làm giống như anh Thánh Nhân. Thầy Hoàng cũng Dạ người không. trần mắt thịt thôi. Nhưng mà nói thật các bạn, nó đuối thật đấy, đuối lắm á. Hôm nay tôi mới phát hiện một thế này này, là cái cơ của mình, cái người nào bị Covid ấy. Hôm bữa tôi sờ cái, cách đây vài ngày tôi sờ cái cơ tay cơ chân của bà xã thì tôi mới phát hiện ủa sao nó nhão hết. Thì ngày hôm nay lúc nãy tôi ngồi tôi giảng bài tôi mới cũng ngồi thử thì tôi mới thấy rằng đúng, cái Covid này nó làm cái cơ người nhão hết rồi nha, nó nhão nhẹt ra luôn đấy bạn. Tức là cảm giác là cái độ căng của cái cơ thể, của cái da thì nó không còn, nó giống như người già mà bạn nhìn nó nhăn nheo á. Cái cơ của tôi hàng ngày tôi vẫn có tập, không phải tập gym đâu nhưng mà tập nâng cao đùi rồi tập thể hít thở cái thứ này nọ thì nó sẽ có cái độ căng của nó nhất định. Còn hôm nay nó nhìn nó chảy hết ra. Mình cầm vào một cái là nó tự nhiên nó chảy ra luôn chứ nó không có được cái độ cứng của cái Ghê quá thịt. thầy, thầy À làm không, em. không cho nó thiệt không, tất nhiên vẫn đi đứng bình thường nhưng ít nữa cái cơ tay của cơ thứ thịt á, trên thịt cơ thể mình là nó chảy ra, nó kiểu nhão ra chứ nó không phải là còn độ đàn hồi. Nó là một cái dấu hiệu của cái điềm báo bào anh ga thầy, thầy có xem không? Nó có Của cái nhắc gì, tới cái đó. của cái gì Tiên tri bào anh ga thầy, à, tương là lai nó sao có nhắc tới cái chứng đó thầy, nhưng mà có hả? dạ Tôi có, có, ghê tôi quá không thầy. đọc chi tiết về bà vàng ra nhưng mà đọc thực sự mình không nói điều, tức là mình đang quan sát, tức là nó kiểu hội chứng của một cái phần cứng, nó là dạng cúm mà đó, thì nó có cái kiểu nhão cơ chứ chứ mình đâu là đáng tự nhiên hù các bạn hay là kể kể câu chuyện không có làm gì. Sáng nay mình ngồi ví dụ mình vừa giảng bài mình trên bàn mình vừa mình xoa cái người cơ thể thì thấy ủa sao hôm nay nó lạ thế, thịt mà nó cứ nhão nhẹt ra. Thế nhưng đi đứng và thứ mọi làm việc thì vẫn 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 làm chứ không phải không, nhưng mà cái cơ ấy, thiệt đấy là bà Vanga bà có nói hả? Tôi chỉ biết bà là tiên tri nhưng mình không đọc vụ này. Có bà đoán đúng cũng nhiều lắm, nghe nói chung là nhiều lắm thầy, từ từ cái đợt từ trước tới giờ rồi. Thì tương lai bà nói là có một cái chứng bệnh đó mà con người mắc phải là lão hóa trong vòng bao nhiêu giây đó. Thấy đây nó nhão hôm nay mình mới phát hiện thật sự sợ nha, nói chung kiểu gì kiểu nói chung mong mọi người đừng bị, hoặc là ta phải sống chung hoặc là ta phải có miễn dịch kiểu gì kiểu kể vậy thôi để biết. Còn cũng lo lắng đấy ha, anh em mình chưa bị thì cũng có cái sợ, mà bị thì cũng sợ luôn, căn bệnh thì nó khốn nạn vậy đấy.
mà mới đọc báo nhanh lúc mà chưa lúc ăn cơm tranh thủ một tí thì cũng thấy có cảm giác nó đang qua đỉnh, thế là cơn dịch nó đang qua đỉnh nhưng mà tỷ lệ chết vẫn còn cao nhá, chứ không đùa đâu, vẫn cần một ngày cỡ 200-300 người đấy, tất nhiên chết vì những bệnh khác nữa, còn có nhiều người chết bệnh khác mình không có nói, nhưng mà riêng cái này nó khiến cho cái lượng tử vong nó tăng vọt thì mình cũng có cái sợ chung cho mọi người. Cho tôi xíu là tôi người nhà gọi tí. Nên chia nhau nước uống. Này là uống người ngồi phơi nắng thôi bố. Ngồi chỗ nắng này nha. Chỗ cửa sổ ấy, cửa này, cửa lớn ấy. Rồi, xin phép tôi quay trở lại. Phê, nói chung phê. Kể mọi người chia sẻ thêm cái cũng vui. Gọi là chữ vui. Là cái mất vị giác của tôi á. Thì hôm nay nó chuyển sang cái giai đoạn cực kỳ lạ. Là tất cả các loại dầu gió, dầu sông mà tôi dùng ấy. Từ hôm nay nó chuyển sang một cái mùi. Tức là mình ngửi nó sang, nó dịch thành một cái mùi. Mà ngửi vào muốn ói luôn. Tức là dầu gió nó vào thông mũi thì tôi cần phải có để thông mũi, nhưng mà khi tôi ngửi một cái là nó biến thành một cái loại mùi mà cực kỳ khó chịu, giống như người muốn kích 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 kích, kích mình ói ra luôn, sợ lắm. Cho nên mình muốn thông mũi vì tôi đang bị nghẹt, nhưng mà giờ tôi thậm chí tôi không dám dùng dầu dầu dầu, dầu gió xanh, dầu khuynh diệp, dầu cù là, mình có ba bốn loại, mà kể cả cái dầu mà tinh dầu mà đang dùng, một cái tinh dầu gỗ nó có cái sát trùng, dùng ngửi không được, không ngửi được luôn, ngửi là không thấy mùi dĩ nhiên rồi, nhưng mà lại đã chuyển sang một cái mùi cực kỳ khó chịu. Mà tối qua tôi xông thử, tự nhiên tôi xông xong bắt đầu tôi gần muốn ói cả cái đống cơm tôi ăn gần, nên tôi phải dừng ngay. À, tự nhiên nó biến mất mùi mà lại biến mất thành một cái loại mùi khác nha. Mình không thể tưởng tượng, còn ví dụ chiên cơm chiên ghép các thứ tôi nấu lá cho con tắm các thứ này nọ là hoàn toàn mất mùi, nhưng mà thực sự dầu gió nó chuyển sang cái mùi kỳ lạ kinh khủng. Thì đấy là chia sẻ thêm cái trải nghiệm nó kỳ lạ. Đợt em cũng bị vậy á, Có nó giống như cái mùi như là thuốc trị viêm họng, kiểu thuốc tiêu viêm vậy thôi. ở cái loại thuốc mà kiểu khó uống ấy, Dạ bạn cũng bị dạ COVID đúng rồi, hả? Cũng bị hả? dạ Chưa? dạ đúng rồi, dạ bị rồi. Đến đến bị đến bị chuyển mùi kiểu đó là sắp hỏi chưa? Hỏi chưa? Lại lúc đó đang trong lúc chuyển nặng á. Đang chuyển nặng hả? Dạ Có phải đi cấp cứu không? À, đứa đi vào viện không hay là ở nhà điều trị ở nhà? dạ không, em cố vượt qua ở nhà luôn. Thế thì khi mày ở nhà mày còn uống thuốc thiết gì không? Mày có làm cái gì nữa không? Dạ em chỉ uống kiểu như thuốc ho, kỳ ho, thuốc sốt vậy thôi. Nên do bạn cơ thể bạn khỏe nữa, đúng không? Tuổi trẻ mà. Mình có cái tự tin Em đó đúng không? cũng bị khó thở vậy thầy, kiểu Có em bị ngồi được 1-2 giây là phải nằm xuống chứ không là thở không nổi. Tôi đến hôm nay bắt đầu lúc mà cái hơi lúc nãy cũng có lúc mà tiết trước là có cảm giác đoạn cuối là cũng bị hụt hơi, hơi hụt hơi một chút. Nên đó thì mình cũng thở một chút. Bây giờ đang ngồi cái hướng có hướng nắng này để cho nó nắng vào người. Có phơi nắng Có thầy đó khuyến khích cái thầy. không? Tôi đang đón cái hướng nắng ở nhà nè. Để ngồi dưới kệ cho nó đổ mồ hôi. À, cũng vượt qua được, mất bao nhiêu ngày bạn, mất bao nhiêu ngày bạn vượt qua được? Tầm ngày thứ 9 là em test thì nó là âm tính, nhưng mà ngày thứ 2 tuần mới khỏe dần dần lại. Chưa mất 2 tuần đúng không? Tôi đến hôm nay vẫn chưa được 1 tuần nên vẫn đang đang gọi là nó đang đến đến đỉnh.
nếu thầy có thuốc á, nhiều khi thì khỏe hơn, sớm hơn em á. Vậy thầy, thầy có tiêm một mũi đúng không? Ừ. À, vậy chắc là thầy nhiều khi thầy có thể khỏe hơn em, sớm hơn em á. Nhiều khi một ngày thì khỏe rồi cũng có thể. Chưa, các bạn chưa tiêm à? Dạ em chưa. Đó, mày ngon, mày ngoạn mục hơn nữa con. Tốt. Nhà được quyền gáy rồi con. Nếu có bị một lần thì được quyền gáy. Đúng. Bệnh sau hết sợ rồi thầy ơi. Bệnh sau hết sợ, đúng rồi. Cái chính là tôi hiện nay cái cảm giác nó không còn lạ đúng không? Hết cái cảm giác sợ. Đúng rồi. Thì chỉ lo nhiều lo khi khác thôi. Sao? Dạ. Thì nhiều khi thấy người ta đây không đeo khẩu trang cũng hết sợ. Bây giờ mình chấp luôn khẩu trang đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà nên kỹ. À, mình vẫn nên kỹ cho mọi người xung quanh thì đúng, về cái hơi thở mình đôi khi vẫn còn, thực sự mình có cái niềm tin, có cái tự tin là muốn chấp thiên hạ đấy, bởi vì nó không còn, nó không còn khiến mình bị lạ nữa thôi, nhưng không chủ quan. À, như vậy trong lớp mình có người bị, người nhà có ai bị nữa không hay là chỉ mình bị thôi? Dạ bị hết như nhà. À, tôi thấy còn đa số là đa số chung. À, đã bị là bị cả dạ, nhà. Tại nó dễ lây quá nên là chắc cũng thể nào phát được. Mà dễ lây thật đấy. Bây giờ tôi công nhận cái đợt này nó dễ lây hơn đợt mà đợt trước, nó dễ hơn hẳn luôn. Anh em còn lại có sợ không? Thảo mày hù chúng nó giùm tao cái nữa đi coi. Chị không nhớ. Hù tụi nhỏ đi. Thôi gẹo để biết thôi nha. Anh em mình cứ tập tập thể dục, để giữ gìn sức khỏe, ăn uống như đầy đủ. Nhà cửa thông thoáng thì hy vọng thôi. Thực tế mà đều nó cũng phải đạt đến một cái mức đỉnh dịch nào đó rồi nó mới lui được. Thì tôi nghĩ là nó đang qua điểm cao điểm rồi. Mặc dù tỷ lệ vẫn còn nhiều nhưng mà tôi đang nghĩ nó đang qua cái cao điểm của cơn dịch. Mình không chủ quan. Rồi, Thảo nó khỏe rồi thì bây giờ trả bài hôm bữa học gì? Dạ không rồi, là thầy cho ta thử ở trên của mình biết pin luôn. Tao nhớ là tao nói nhiều điều lắm mà mày nói nhiều đó là tao vẫn còn đủ sức để tao chửi sinh viên đấy. Hôm bữa mình học gì cô gái? Đừng tưởng mình hết bệnh rồi mình gáy ngon nên tao quýnh được đấy. Thế bài coi nào. À, dạ là có thử cái dây thừa xong rồi test thử coi cái hẻm đúng hay sai, thì theo cái sơ đồ là đỏ xanh rồi lại đỏ rồi lại xanh đó, thì cứ cho đúng rồi sai lại nhiều lần như vậy để tao thì... tao với mày đi 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 ra nhìn đèn giao thông à? Giãn cách làm được có nhìn đèn giao thông được đâu mà mình ngồi mình nói đỏ xanh. Dạ đỏ là tức là cái mình tới là không chịu nói. Dạ. Câu đó không có chịu. Dạ ý của cái sơ đồ đó là khi đỏ là mình test bị sai, còn khi mà hoặc là cái chương trình đó sai. Mọi không nhờ. Chịu nói vậy không chịu luôn. Nói là tao khó ở nhưng tao không có chịu mình nói kiểu đó. Em biết là phụ nữ vốn giỏi ăn nói ngôn ngữ hơn đàn ông con trai. Nhớ rồi đó. Sau khi tao làm nghề giảng dạy, tao cũng đang định lại hình lại giới tính của tao đấy. Vậy em không giỏi nói. Nên đổi lại tên đi. Nghe chưa cô gái? Dạ. Phụ nữ vốn có được bán cầu não, được ưu tiên về ngôn ngữ hơn đàn ông con trai mà. Có đúng không? Có đúng là trong bán cầu não của phụ nữ người ta được ưu độ ưu tiên hơn ngôn ngữ so với đàn ông con trai đúng không? Tụi bé có biết điều đó không? Để biết thầy. À. Tao với mày hoán đổi thân xác đấy Thảo ạ. À. Biết không? Trời ơi, mày diễn đạt như vậy tao nghe chán nồm, tao không chịu đâu. Chúng mày khỏi bệnh. Ai đó cứu cô gái nào? Thì em nhường bạn khác trả lời. À, mày ngon đó, à, đó là nhanh đấy. Ừ, cái đó thì ngôn ngữ nó nhuần nhuyễn đấy. Ừ, em nhường bạn khác. Ừ. Dạ, cái bài hát là nhường em cho người tốt hơn đấy. Ừ, có câu đó đấy. Ai cứu cô gái coi nào. Dạ, em nói nha thầy. Dạ. À, thì
Bữa trước là thầy chủ yếu là thầy sẽ demo cách không có sẽ làm rồi, không có sẽ bạn gì. thầy đã làm cách nghiệm thử một cái đại chương trình mẫu. Nhưng mà trước đó thì thầy giảng qua về phần cái lợi của việc đặt tên ngược domain. Thầy có lấy các ví dụ như là của công ty thì khi đặt tên như vậy nó sẽ giúp việc quản lý code tốt hơn, nó không bị lộn xộn. Và sau đó thầy hướng dẫn là cách tạo cái project, tạo chương trình thử tính factorial, và thầy thực hiện cái thao tác test với kiểu là TDD, là Test Driven Development Driven Driven. không Thì phải cách test driver. đó thì trước khi mà code thì mình cần phải viết trước ra một cái test case, sau đó sẽ viết cái code sao cho nó chạy sai cái test đó, rồi mình liên tục chỉnh sửa lại để nó chạy đúng cái test đó. Chạy đúng rồi mình lại tạo tiếp các test case khác mà nó sẽ chạy sai, rồi mình lại chỉnh sửa code để nó tiếp tục chạy đúng, và cứ lặp lại như vậy. Và thầy có tạo ra thử hai cái test case. Cái đầu tiên đó là đưa vào input đúng và kỳ vọng nó sẽ trả về một cái output đúng. Cái thứ hai là test case thứ hai đó là đưa đưa vào một cái input sai và kỳ vọng là nó sẽ trả về một cái exception. Ủa còn nói nữa không vậy? Dạ hết rồi thầy. Thì mày phải nói câu cho em hết chứ, để tao chửi tiếp hay không chứ mày ơi, vãi cái thằng này. Em xong rồi anh kết thúc rồi. Sân khấu của chú nói là em xin hết chẳng hạn, hay em chỉ nói được nhiêu đó thôi chẳng hạn, thầy vui lòng chửi em chẳng hạn. Trả lại. Dạ Cái em cố tình tao để cho nói mày. rồi, xin thầy chị yên. Cảm ơn. Mày với tao cùng giới tính đấy con. Dạ. Là của cái nhóm mình giỏi nói về ngôn giỏi ngôn ngữ ấy, hiểu không? Dạ. Cảm ơn. Dạ anh cảm Tôi thấy. sẽ chữa lại cái cách của bạn nói ổn đấy. Và Thảo phải lưu ý câu không có tự nhiên xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cái câu đó là câu của bán bao lì xì ấy. Ừ. Bạn Dạ phải nói góc độ, tức là thầy có giảng chúng em bắt đầu đi vào cái việc là thực hành cái kỹ năng test ở mức level, unit level, tức là ở góc độ là code bắt đầu vừa được viết ra thì đã phải chú ý đến cái hành xử của cái công việc test, tức là đảm bảo chất lượng code ngay từ khi bắt đầu mới xây dựng các đơn thể code. Thầy hướng dẫn chúng em cách tạo project, và đặc biệt trong quá trình đó thì là hướng dẫn cách đặt tên package theo chuẩn công nghiệp, theo cách viết đảo ngược của tên miền để đảm bảo cái việc quản lý các dự án, quản lý các thành phần của code, quản lý các thành phần trong code của các công ty và của mỗi công ty nó trở nên nhất quán và nó không lộn xộn giống như bạn vừa nói. Phần đó đấy, tôi bổ sung thêm. Rồi trong quá trình viết code thì bây giờ thầy minh họa nó bằng một cái thao code, tức là xây dựng một cái bộ code, à thêm một cái đoạn code, tức là có class, có hàm đầy đủ, và thầy sẽ dùng nó để minh họa cho cái việc là hàm cần phải được kiểm tra về chất lượng như thế nào, tức là unit test. Để làm được điều đó thì thầy dùng một cái bộ thư viện phụ trợ tên là JUnit để nó giúp cho mình có thể kiểm thử cái code một cách nó gọi là trực quan hơn, thay vì dùng kiểu truyền thống. Tôi chưa nói kiểu truyền thống là gì, nhưng mình biết chắc chắn là thầy dùng một bộ thư viện. Và bộ thư viện này nó cho phép đánh giá cái chất lượng code của mình dựa trên màu sắc, tức là xanh hoặc đỏ. Nhưng mà để hiện thực quá cái quá trình xanh đỏ và kiểm tra chất lượng code này thì thầy giới thiệu cho chúng em một cái khái niệm gọi là TDD, Test Driven Development, hoặc còn gọi một cái tên khác là Test First Development. Cái này nó dựa trên một cái nguyên lý rằng là thực chất một điều, nếu bạn không biết cách giải quyết bài toán ở ngoài đời thì bạn sẽ không thể lập trình được. Đó. Bạn không thể lập trình nếu bạn chưa hiểu cái thuật toán hay cái cách thức giải quyết bài toán bằng tay. Cho nên khi thầy minh họa cái việc viết code bằng cái hàm get factorial, tức là viết một cái hàm toán học, viết một bộ thư viện toán học trong nó gồm các hàm toán học để phục vụ cho các phép tính toán học, thì bản chất là mình có thể tính điều đó bằng tay được, bằng cách là mình tính được bằng tay và sau đó bây giờ mình nhờ máy nó tính.
Cho nên khi mình đã biết tính được bằng tay, tức là mình đã biết rằng là cái kết quả, cái đầu vào và đầu ra của cái hàm nếu được viết ra thì nó phải là như thế này. Ví dụ như nếu mà mình đi vào không, đưa vào không dây thừa, thì cầm chắc viết kiểu nào, viết bằng ngôn ngữ Pascal hay ngôn ngữ lập trình cao cấp cỡ nào không cần biết, nhưng đích đến chắc chắn phải ra kết quả là 1. Nếu đưa vào 6 dây thừa thì chắc chắn đích đến phải là 720. Nếu đưa vào 5 dây thừa đích đến phải là 120. Chuyện này là không cần bàn về lập trình mà chỉ cần bàn về ngọc ngữ nghĩa của cái việc bài toán. Cho nên cái cách thầy giới thiệu cho em một cái cách tiếp cận mới, tức là cách tiếp cận là ngay khi viết code đã phải suy nghĩ về việc test, và có khi phải viết bàn về vấn đề test và kiểm thử cái code đó ngay trước khi viết code. Thì cái hiện tượng, cái kỹ thuật mà suy nghĩ về việc viết code mà trong quá trình đang viết code hay trước khi viết code đã nghĩ ngay cả việc kiểm thử phần mềm như thế nào, thì quá trình kỹ thuật đó người ta gọi là TDD, Test First Development, đó, tức là bàn về vấn đề test đã. Vậy thì vì lý do rằng mình đã biết cách giải bài toán này bằng tay, cho nên mình sẽ có cái bộ dữ liệu là 6, 720 là đầu vào và đầu ra, 0, 1 đầu vào đầu ra, 5 và 120 đầu vào đầu ra. Thế thì mình sẽ ráp cái kết quả này vào trong cái dàn khung của hàm. Thì mình biết chắc chắn rằng vì hàm chưa kịp viết cho nên là nó sẽ trả ra giá trị sai do nó chưa được viết đầy đủ. Đó, nhưng nhờ cái việc đầy đủ đó thì mới có ý thức được rằng là hàm cần phải pass tất cả các bộ test. Đó. Và như vậy thì cái màu đỏ nó sẽ xuất hiện đầu tiên để cảnh báo một điều rằng hàm chưa được pass các bộ test. Và sau đó mình sẽ tiếp tục viết, sửa, chỉnh sửa code để nó thỏa được các bộ test, các tình huống dữ liệu vào ra. Thì khi đó nếu thỏa được thì nó sẽ ra được một cái tông màu xanh. Nó dựa trên cái ý tưởng là đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì thông đường. Và cái framework trên Unit nó sẽ giúp mình, thầy và em hiện thực hóa được cái ý tưởng của cái việc là TDD, đảm bảo chất lượng code, đảm bảo được code sẽ thỏa được đầu vào, đầu ra. Đó, thì TDD chính là ý nghĩa đó. Và đã implement cái TDD thông qua viết code bằng cách viết test trước, kiểm thử, rồi viết chỉnh sửa, rồi kiểm thử, rồi chỉnh sửa. Và như vậy xanh đỏ nó cứ đan xen, nhưng đích đến cuối cùng của chúng ta phải là xanh, để hàm ý một câu rằng là dữ liệu, à, hàm của bạn phải test, phải vượt qua được tất cả cái bài test với bộ dữ liệu được đưa vào chuẩn bị trước. Thì khi đó chứng minh rằng hàm thỏa mãn được cái dữ liệu đầu vào đầu ra, tức là hàm thỏa mãn được kết quả như thiết kế. Đấy. Thì cái kỹ thuật này nó sẽ giúp đảm bảo chất lượng nha, nó sẽ giúp mình đảm bảo được cái chất lượng của code. Và nó cũng sẽ khiến chúng ta không có phải mất sức bằng cách phải đối chiếu và so sánh bằng cách nhọc mắt, mà chỉ cần thông qua một cái tông màu. Và thầy có giảng cho chúng em về cái quy tắc của tông màu, tức là xanh thì tất cả cùng xanh, tức là hàm ý mày phải thỏa mãn được tất cả cái bộ dữ liệu kiểm thử ít nhất mình liệt kê ra. Còn những cái mình không liệt kê ra thì mình không dám nói, nhưng những cái gì mình liệt kê thì nó đảm bảo nó đã pass. Còn nếu đỏ có nghĩa là có một cái trục trặc, chỉ cần một đỏ có nghĩa là tất cả đều là đỏ. Đấy, thì cái nội dung ở ngày hôm bữa động lại, nếu nói dài là như thế, nhưng nếu nói ngắn, thầy đã giảng những kỹ thuật. Thứ nhất, unit test level. Thứ hai, TDD và test first development. Thứ ba, cách đặt tên cho các package. Cái thứ tư đó, thì tự nhìn cách thiết kế cái viết code để verify trên những tập dữ liệu, để được tìm được cái biết được cái khái niệm hàm chạy đúng sai thông qua cái bộ thư viện JUnit với các cái quy tắc riêng và cách viết của nó. Có thể cái thứ năm mình nói về cách bắt ngoại lệ, và đôi khi thấy ngoại lệ thì mình lại mừng. Đấy, ví dụ như bài này nếu mà tao đưa âm 5, mẹ kiếp mày phải ném cho tao ngoại lệ thì mới là đúng. Vì âm 5 đưa vào cả trớn quá thì phải đập vào mặt ngoại lệ là đúng rồi. Cho nên nếu thấy có xuất hiện ngoại lệ thì mình rất mừng, vì lý do nó xuất hiện đúng như mình thiết kế. Và nếu thấy xuất hiện ngoại lệ trong tình huống này thì nó phải là màu xanh, chứ không phải là màu đỏ cảnh báo bị sai. Vì đơn giản tình huống này hàm của mình đã chủ động đập vào mặt ngoại lệ, và cái hàm test này nó bắt được cái ngoại lệ đó, thì có nghĩa rằng kỳ vọng có ngoại lệ xuất hiện. Và có ngoại lệ đã xuất hiện thật thì nó phải là màu xanh. Cho nên bạn phải nhớ câu cái xanh nó hàm ý ở đây là như kỳ vọng, chứ đừng nghĩ rằng xanh đỏ là dựa trên ngoại lệ hay không. Không phải, mày chạy đúng như thiết kế mày phải ra màu xanh, đúng như expected, actual đúng như expected mày phải là màu xanh. Vậy actual trong trường hợp này là ném cho ngoại lệ thì đúng như kỳ vọng rồi thì nó phải là màu xanh. Cho nên phải nhớ xanh đỏ ngữ nghĩa là có đúng như kỳ vọng hay không, có đúng như cái cách mà mình đang chờ đợi hay không, chứ không phải là cứ thấy màu đỏ thì nói rằng đó
là ngoại lệ là sai hay không sai, không phải, có ngoại lệ và bắt được cái ngoại lệ đó xuất hiện thật sự trong cái tình huống cả chớn nào đó, thì lúc đó chắc chắn hàm đã chạy đúng, đã thiết kế đúng, thì có nghĩa là chúng ta vẫn được quyền tận hưởng cái màu xanh vì đúng như thiết kế. Phải nhớ câu đó. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đi sang một cái khái niệm mới tiếp theo nữa, và để tôi sẽ giao thêm việc bài tập cho các bạn chuẩn bị. Thì ngày hôm nay ta đi đến một cái kỹ thuật viết kiểu mới, vẫn tiếp tục trong unit test, và kỹ thuật này sẽ được dùng rất nhiều ở bên ngoài, và tất cả các framework testing khác unit test nó cũng đều sử dụng câu như vậy. Bạn hãy nhìn cái cách mà tôi viết cũ ngày hôm bữa, em của ngày hôm qua. Chỗ này là 0, 1, 6, 7, 2, 5, 1, 2. Cái này tôi gọi là data, data để test. Ví dụ 0 là đầu vào, muốn tính 0 dây thừa thì mày phải trả về cho tao 1 nhen. Muốn tính 6 dây thừa thì mày phải trả về cho tao 720 nhen. Mày tính 5 thì mày phải trả về cho tao 120 nhen. Đây người ta gọi là data, data để test. Vì phải có data rồi thì mình mới đưa cho cái hàm, vì hàm mục tiêu của nó xử lý cái data. Cho nên nếu đưa cho hàm xong thì nó phải giả về một cái gì đó, và mình sẽ dùng cái đó để mình so sánh xem nó có đúng như mình đã tính toán. Cho nên cái bộ này gọi là bộ data. Còn cái phần get factorial này thì nó gọi là gọi hàm. Cái này nó gọi là gọi hàm. Thì cái cách viết kiểu này nó không có gì sai. Gọi hàm với data đưa vào và kiểm tra là hợp lý hóa rồi. Assert equal là cái hàm để nó gọi kiểm tra thôi. Còn đây là kết quả trả về. Thực ra cái hàm này trả lại cái mẹ gì cả. Bạn có quyền so sánh hai giá trị với nhau. 720 với 800, bạn để đây 800 cũng được. Đó, mình để đây 800 cũng được. Và bạn sẽ thấy nó báo màu đỏ. Vì đơn giản nó chỉ là một cái hàm để so sánh thôi mà. Luật. Bạn sẽ thấy nó báo màu đỏ. Đó vì lý do bạn, tao hy vọng rằng là 720 mà mày lại đưa cho tao 800. Đó. Nó chỉ là một cái hàm so sánh, nhưng mà thay vì nó so sánh bằng mắt của mình, mình hay dùng là system.out.println cái chỗ này ra để kiểm tra xem cái hàm nó là bằng mấy. Ví dụ không dây thừa mình system.out.println ra. System.out out cái này ra cũng được. Nhưng mà nếu như vậy thì mình phải tự kết luận. Còn cái thằng này nó kết luận dựa trên nguyên tắc là tất cả màu xanh thì sẽ là màu xanh. Còn nếu chỉ một trong những thằng đỏ thì có nghĩa là hàm không ổn định. Đấy, thì mình nhờ cái framework thì nó giúp cái xanh đỏ cho mình để mình dễ kiểm soát cái câu chuyện và kết quả trả về. Đó, và nó tổng kết cho mình luôn, ngầm xanh tất cả hoặc một trong những thì là đỏ. Đấy thì mình lợi điểm với cái framework này. Nhưng mà nếu cách viết kiểu này thì nó có một cái nhược điểm, nó đang bị trộn lẫn giữa data và các câu lệnh gọi. Thì cách viết này không có sai, ổn, nhưng nó không hay. Và trong giang hồ người ta mới quyết định đưa bản thân khi mà làm nghề testing về nghề TDD, bạn đã biết trước được những kết quả nó phải xử lý là gì rồi. Cho nên người ta có một cái kỹ thuật mới là người ta tách toàn bộ cái data ra. Tách cái data chỗ này này. Tách cái chỗ này này. Tách hẳn ra một ngoài chỗ riêng, để hẳn ngoài. Và sau đó mình nó nhồi vào cái hàm này. Tức là bản thân là cái chỗ này là cái hàm này, đây là một cái hàm. Và trong hàm này để gọi cái hàm này, cái hàm này mục tiêu để kiểm tra thôi, để so sánh dùm. Như vậy chỗ này là một cái dữ liệu, chỗ này là một cái dữ liệu. Như vậy nó tách hai cái dữ liệu này ra hẳn ra. Ra chỗ khác. Như vậy chỗ này nó thay bằng cái tham số, chỗ này thay bằng cái tên biến, chỗ này thay bằng tên biến. Như vậy thì toàn bộ data này dẹp hết, những câu lệnh này dẹp hết, chỉ cần thay bằng một cái câu lệnh duy nhất ở chỗ đây. Và mình sẽ nhồi data 1 0, lát hồi mình nhồi 120 và nhồi 6, lát hồi 5, lát hồi mình nhồi 720 và nhồi 5 6 ở đây. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình là tách biệt được giữa data và câu lệnh. Và thực chất một điều là góc độ của người test, người ta sẽ chuẩn bị bộ data. Còn cái câu lệnh là lát hồi tao dùng thôi. Đó, thôi thôi, là cái hệ quả của cái việc mày viết thôi. Chứ còn bản chất của điều là tao đã có data trước. Đó, thì cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật đẩy hẳn data ra bên ngoài để giúp cho việc viết code và kiểm tra, ngay cả kiểm tra bộ data nó có dễ nhìn hay không. Thì kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật test data nha. Driven testing. Cho tôi xíu rồi tôi ngừng rồi kiểm tra cái nồi nước nấu cho con cái. Rồi, tôi quay trở lại tôi đi code tiếp.
lâu lâu cho tôi ngắt tí. Kỹ thuật này người ta gọi là data driven testing, tức là tách testing theo hướng là tách data ra một chỗ khác. Khi tách ra data một chỗ khác thì được cái lợi điểm là mình sẽ nhìn rõ cái bộ data mình đầy đủ hay thiếu, để nó có thể giải quyết cái câu chuyện exhaustive testing hay không. Đó. Và bây giờ mình sẽ học kỹ thuật tách data ra khỏi cái câu chuyện của testing, rồi sau đó nhồi nó vào. Thì kỹ thuật người ta gọi là data driven testing, không đọc là try nha. Driver thì đúng, nhưng mà driven tiếng Anh nó vậy đấy. Rồi, và cái này nó còn gọi một cái tên khác là parameter. Parameterized testing, tức là tham số hóa việc test. Tham số hóa việc test có nghĩa là ta tách data ra, sau đó rồi bắt đầu ta đẩy data vào qua con đường tham số, tức là tham số chứ cái truyền hàm ấy, truyền biến ấy. Đó. Thì kỹ thuật này tôi đang đọc trực tiếp ở trên Wikipedia, chứ tôi không phải tự bịa ra cái trò này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thực hành cái này, tức là mình nâng cấp thêm chút xíu xíu của kỹ thuật test này để cho nhìn nó đẹp hơn. Và khi tôi giảng điều này xong thì có nghĩa là bạn sẽ biết rằng tất cả các công cụ khác liên quan đến unit testing nó đều làm được điều này hết. Và sau này là functional testing, tức là những cái tool testing cao cấp hơn, ở mức độ level cao hơn, chứ không phải level unit đâu, nó cũng đều hỗ trợ điều này hết. Vì bản chất của việc test là chẳng qua là so sánh giữa thực tế và cái kỳ vọng. Đó. Thì luôn luôn thực tế là gì và kỳ vọng là gì thì bạn phải đưa data vào thì bắt đầu nó mới có cái để nó xử lý. Cho nên cái việc này không những chỉ ứng dụng ở trong cái unit test mà nó còn ứng dụng ở cái level cao hơn, tức là những level ở system testing và UAT luôn. Thì từ từ mình sẽ thấy điều đó nha. Vậy phải nhớ được thuật ngữ hôm nay là data driven testing, là một thuật ngữ mới mà mình sẽ dùng để cho cái việc là mình nhồi data vào trong cái phần test của phần mềm. Và điều này có thể áp dụng ở mọi level của quá trình kiểm thử phần mềm, chứ không phải riêng cho unit testing. Như vậy thì khi tôi đưa thêm những thuật ngữ này thì các bạn đã có thêm những cái lượng kiến thức nhất định để chuẩn bị khoe vào trong CV. Tin tôi đi, bạn được quyền khoe trong CV. Đặc biệt những bạn nào chuyển hướng sang cái nghề testing, nghề software testing, FPT software có nhánh này. Thì cứ như vậy, những cái lượng keyword mà tôi cung cấp cho các bạn, tôi tin rằng cái người phỏng vấn bạn, người ta sẽ có cái con mắt nhìn thiện cảm với bạn về góc độ lượng kiến thức bạn có trong tay. Mặc dù những điều tôi nói không phải là bao trùm tất cả giới công nghiệp, cái đó phải nói trước, tôi không có ý định và cũng không đủ sức để có thể làm điều đó. Nhưng tin tôi đi, bạn có kiến thức nền thì luôn luôn người ta sẽ dùng bạn. Đây là điều rõ ràng. Cho nên học thì không thể hết được đâu, nhưng mình có kiến thức nền thì nó sẽ giúp để mình dễ dàng để đi tiếp. Thì mình được quyền đem những kiến thức mà tôi đang đưa này cho các bạn vào trong quá trình đi phỏng vấn và vào trong CV, được quyền nha. Chứ đừng có nghĩ là cần phải đưa cái gì lớn lao. Không, lớn lao công ty nó sẽ lo thêm cho bạn, nhưng mà bắt được họ biết rằng bạn phải biết một cái gì đó thì họ mới dễ dàng phối hợp với bạn được. Rồi, ấn phải chuột trên. Bây giờ mình chơi trực tiếp ở đây, chứ mình không chơi trên đây nữa, vì đằng nào chơi trên đây nó cũng xì xuống đây. Cho nên ấn phải chuột ở đây. Rồi, chọn new. Bạn biết có sẵn cái chữ change unit ở đây rồi. Sẵn như change unit ở đây rồi. Không cần phải kích vào add nữa. Rồi, kích vào change unit. Rồi. Và bây giờ bạn bắt đầu gõ cho tôi thêm chữ advanced. Factorial. Testing. Test. Rồi. Lâu lâu bạn bạn nhìn thấy đây nè, chỗ này nó có được những cái chữ này nè. Thì cái chữ này ý nghĩa là gì em vẫn tò mò. Ví dụ bạn kích vào cái chữ này thì nếu bạn nhìn đây thì nó sẽ sinh ra một cái hàm tên hàm setup. Thì nếu bạn có chú ý là cái này á, thì lúc mà kích vào đây, giả sử nhé, giả sử thôi, tôi đang nói mình không minh họa đây, thì tất cả các testing khác, các tool khác, các framework khác sau này mình sẽ thấy nó cũng giống lại. Thì cái này nó sẽ sinh ra thêm một cái hàm nữa cho mình trong cái class phía sau này. Nó sẽ sinh ra một cái hàm, nó có cái a cộng before, nó có một cái a cộng before. Thay vì A cộng test thì nó có A cộng before. Vậy thì khi nào em dùng những cái loại này? Cái này nó dành cho những cái bài tập, ví dụ là những cái bài test của bạn mà nó liên quan đến vấn đề, ví dụ như bạn kết nối cơ sở dữ liệu thì bạn cần phải có cái connection. Còn trong cái test A cộng test này thường sẽ dành cho việc là bắt đầu hàm chạy thôi. Mình tính test cái gì thì mình chạy. Nhưng muốn chạy được, giả sử bạn muốn test cái DAO và DTO, giả sử bạn muốn test DAO và DTO thì bạn phải cần có kết nối cơ sở dữ liệu. Và kết nối cơ sở dữ liệu bạn muốn khởi báo một lần thôi. Bạn không khai báo trong cái hàm này để nó chạy. Bạn khai báo cái biến connection ở phía trên của cái class này và để nó dùng chung cho nhiều hàm, thì khi nó phải được khởi động. Ý tôi muốn nói là phải được khởi động. Vậy thì những cái chỗ này là những cái hàm phụ thêm để nó sẽ khởi động trước cho bạn những cái biến. Nó cái giống như constructor, nó khởi động trước, sau đó dưới này nó hàm mình xài. Thì những cái phần này này nó gọi là những cái loại hàm phụ trợ mà khi kích vào nó thì nó sẽ sinh ra một cái A cộng khác, và những A cộng nó quy ước là chạy trước hay chạy sau. Thì thường thường những A cộng này sẽ chạy trước hoặc chạy sau những cái test này, hoặc mày chạy trước hoặc chạy sau. Cái này làm tôi nhớ về cái vòng đời của servlet mà khi các thầy cô giảng cho các bạn về cái servlet,
lúc tạo mới service thầy cô có nói rằng bắt đầu nó được init, rồi bắt đầu nó construct hay gì đó, xong bắt đầu đến giai đoạn cuối cùng là nó gọi đến cái hàm service. Là cái hàm service là cái hàm bắt đầu nó nhận được cái request và nó có thêm cả cái đối tượng respond cho bạn để chuẩn bị bắt đầu bạn hành xử, đẩy tới trang khác, đẩy tới xử lý khác hay là hồi đáp về trình duyệt. Đấy, thì cái service ở trong cái controller là nó chạy ở cuối cùng, đoạn giống như cái test này. Là cái giai đoạn này không phải chạy cuối cùng mà đó và nó là hành xử action. Còn khi nào bắt đầu undeploy cái dự án hay cái gì đó thì bắt đầu nó thêm những cái hàm hủy, hàm hiếp. Thì cái bọn này nó y chang vậy. Tức là cái class này nó có cái vòng đời. Cái class test này mình đang làm thì nó có vòng đời. Và cái vòng đời nó sẽ bắt đầu từ lúc cái này, rồi sau nó chạy cái test, rồi sau đó nó gọi mấy cái hàm này. Thì hiện nay đấy là dành cho những cái bài nâng cao. Ví dụ bạn muốn sau khi test xong bạn có sửa data trong database thì bạn muốn dọn dẹp. Thôi tức là nó chạy đến đoạn cuối cùng của cái hàm, rồi cuối cùng nó dừng thì nó xóa hết data cũ đi để tránh bị rác chẳng hạn. Tức là mình thêm xóa sửa tìm kiếm, mình test phần thêm, test thêm xong mình làm rác database người ta thì bây giờ mình xóa. Đó thì cái phần đó người ta gọi là cái phần khởi động và phần cái dọn dẹp, thì bạn sẽ dùng thêm những cái hàm này. Đấy là tôi vừa giải thích thêm để cho này. Tại sao tôi nói thêm phần này? Vì lý do phần này tôi không hướng dẫn nhưng mà nó dễ. Đó, thì bạn chỉ đặt những cái câu lệnh hay dùng khởi động chung cho cả đám nằm đây. Những cái biến connection các thứ này nọ nằm đây. Đóng connection thì bạn nằm ở dưới đây. Đó, chẳng hạn như vậy. Đó, là đóng connection. Như vậy thì để tại sao tôi nói phần này, để chuẩn bị khi hôm nay tôi giảng xong phần này thì tôi sẽ ra đề bài thuyết trình. Thì các bạn sẽ nhiệm vụ các bạn nhá, trước là các bạn sẽ đi tìm các framework khác để các bạn cũng thực hành cái này. Thì đây framework tôi sẽ đưa cho cái tên. Rồi sau đó bạn sẽ thực hành, thì trong các thực hành thì có thể người ta giảng thêm về những cái điều tôi vừa giảng thì bạn không có bỡ ngỡ. Đó, đấy là chỉ điều, nhưng cái cuối cùng vẫn phải là những cái hàm chạy chính ở đây, là cái hàm này. Cho nên cái phần này gọi là phần option thêm, nó mới đưa ở đây mình có quyền trùng hay không, nhưng mà chắc chắn là A-Contest là cái thứ mà bắt buộc phải có để trong cái câu chuyện của mình. Ok, như vậy đến đây Advanced, rồi mình ấn nút Finish. Rồi, vậy thì bạn thấy nó import sẵn như bình thường. Và class này nó giống như constructor thôi, không có quan trọng, mình không cần dùng. A còng before thì mình thêm những cái hàm kia vào, thế là lập tức mình tự động A còng bằng tay được. Thì khi đó là nó sẽ chạy cái nào trước cái nào sau, nhưng mà cuối cùng nó phải chạy cái A còng test trước, bắt buộc nó phải chạy A còng test của mình trước. Lúc nào cuối cùng nó phải chạy cái này đã, tức là đích đến nó phải chạy cái này xong rồi muốn làm gì làm tiếp thì làm. Vì đây là cái chính là để dùng cho việc test phần mềm mà. Xanh đỏ nó nằm ở đây, xanh đỏ nó nằm ở cái chỗ này. Thế thì bây giờ ta sẽ chuẩn bị bộ data, ta sẽ chuẩn bị biết kỹ thuật mới. Data ra hẳn các câu lệnh kiểm tra, các lệnh kiểm tra ra hẳn các lệnh kiểm tra data này ta có thể để đặt ở các file text bên ngoài luôn, bên ngoài các file text này, các file Excel này. Text ấy thì đặc biệt cái chấm text ấy, thì nó có một cái file chấm đặc biệt, nó là .cvs, là .csv xin lỗi, rồi .excel đó, hoặc là trong database luôn. Đây là nghề testing ấy, người ta làm vậy luôn. Toàn bộ data, cái data nào, cái data này này, ví dụ như không dây thừa là 1, 6 là 7.2, 5 là 1.2, những trò này để hẳn ra table luôn, trong database luôn, và còn để ra file text. Như vậy thì bạn phải thêm một cái thao tác là tải cái file text đó, cái database đó vào đây. Như vậy cái phần đó bạn đặt ở trong cái phần init ấy, cái phần khởi động của cái class này, trong mấy cái A còng before, A còng after đấy, nó có ở đây. Ví dụ bạn thêm cái A còng before chẳng hạn là bắt đầu bạn tải. Đó, trong đây cái hàm là cái hàm để bạn tải, để load toàn bộ cái data vào RAM. Rồi sau đó bắt đầu, sau đó đến lượt mà là sẽ là A còng test, nó chạy. Đó. À, cái logic của nó vậy, phải có một cái hàm tải data. Với bài này thì tôi không làm cái hàm tải data, vì tôi đang quyết định là để data trực tiếp trong đây luôn. Nhưng mà tôi tách hẳn so với cái phần cốt gọi thôi. Nhưng mà đích đến là như nhau, nó đều là một nha. Đó thì lát hồi tôi sẽ hướng dẫn thêm một chút xíu. Đó. Thì bạn nhớ A còng before hay before all, nó có rất nhiều cái chữ. Đó, tùy, nó tùy cái framework thì nó sẽ dùng cái chữ khác nhau. Một số framework nó không dùng, nó dùng thế này, nó lại không dùng cái ngoặc này, nó dùng chữ này. Đó, nó dùng cái ngoặc vuông. Thì đấy là tùy cái tool công cụ thôi, tùy cái bộ thư viện mình xài. Nhưng bộ thư viện này thì nó xài A còng. Và cái hàm tải data, sau đó hát vẫn cuối cùng là hàm đóng tập tin, đóng kết nối. Nhưng mà cuối cùng vẫn là A còng test để chạy. Đấy là bạn nhớ câu đó. Thì kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật tách data. Và nhìn data của mình, bạn hãy nhìn data 6, 7.2, 0, 1, 5, 1.2. Hình như đây chính là một cái mạng. Nào, đây là một mạng với hai phần tử. Đây chính là một mạng gồm hai phần tử.
Và đây chính là một mảng gồm hai phần tử. Mà có nhiều như thế, áp đủ data testing của chúng ta, nó sẽ là mảng 2 chiều. Giả bộ cái này, giả bộ nhé. Giả bộ cái phần này của bạn chính, cái phần này này, cái class chính của bạn đây. Class chính của bạn, cái hàm này nó giả sử đây chính là DAO, giả sử đây chính là DAO. Thì đây chính là cái hàm check login. Đây chính là hàm check login. Bạn làm được, chắc chắn là check login ở chỗ này. Mà nếu check login ở đây thì chỗ này nó sẽ nhận vào hai tham số là username và password. Thì bạn phải trả về kiểu này, không phải là kiểu long mà là kiểu về cái role, là cái loại của mày là gì. Cho nên nếu về góc độ, nếu em nhìn cái góc độ data để test cho unit test thì cũng rất dễ. Mảng 3, mảng 2 chiều. Username, password là một cặp và kế bên là role. Mọi người đang theo kịp không ạ? Được kịp rồi. Cho nên cái chỗ này tôi thay bằng cái hàm check login trong môn Java web của các bạn thì username, password và role. Username, password và role. Và bạn nếu bạn test cho nhiều role thì chắc chắn là nó phải là nhiều cặp như thế. Như vậy bản chất của việc data chúng ta tách ra dù lưu dưới dạng table hay dưới dạng Excel thì nó phải là mảng 2 chiều. Đó, nó phải là một mảng 2 chiều. Đó, cho nên data input và output hay là expected. Là expected thì nó sẽ là những cái cặp, những cặp và có nhiều cặp cần phải test, cho nên do đó nó sẽ phải là mảng 2 chiều. Cho nên do đó data để test khách hàng sẽ là mảng 2 chiều, rõ ràng không nói nhiều. Tôi phải riêng cho cái bài này, tôi vừa lấy username và password của login. Còn cái ví dụ bản thân bạn trả bạn làm test cái hàm gọi là select để trả về một cái dòng que trên key thì đưa vào key phải trả về một collection, về một cái record hay một cái object thì bản thân có nghĩa là nó cũng dẫn là mảng gì nữa, ID và data, ID và đối tượng sinh viên trả về, ID và đối tượng người dùng trả về, cứ ID và đối tượng thì có nghĩa là một mảng 2 chiều, rõ ràng luôn luôn mảng 2 chiều. Đó thì đấy là điều các bạn lưu ý. Đó, lưu ý thì bây giờ sẽ chuẩn bị mảng 2 chiều. À, và mảng 2 chiều này về nguyên tắc mảng 2 chiều này sẽ được nạp từ Phytech hay từ database, từ DB. Đó, hay từ đâu đó. Và ta nhét vào trong RAM. Hoặc ta tạo luôn. Các bạn nào đang on cái mic thì có thể tắt đi ạ. Cảm ơn. Nếu có cần phát biểu, hoặc ta sẽ tạo luôn một cái mảng 2 chiều ở ngay đây. Ngay đây. Đều được. À, và bây giờ ta sẽ viết câu mảng 2 chiều nha. Public public static, nó bắt buộc phải là static object mảng 2 chiều, vậy nó để đảm bảo rằng nó quản lý tức là nó tương thích với mọi kiểu dữ liệu một cách dễ dàng nhất, cho nên khai báo là kiểu object init data. Nhớ đang viết trong cái class này nhá, đang viết trong cái class test nhá. Và mở ngoặc nhọn. Được chưa? Rồi, như vậy thì tên hàm bạn đặt là gì cũng được, tên hàm không quan trọng. Tên hàm tùy ý. Rồi. Tên hàm tùy ý. Thế tôi 30 giây để tôi cho cô con gái tôi chuẩn bị tắm một cái thôi, để cô tận tắm, nhưng mà tôi đổ nước cho các bạn cô gái tắm vì bệnh mấy ngày cho nên giờ phải xối người một tí. Mọi người chờ tôi xíu.
À, xin lỗi, tôi quay trở lại, đi tiếp. Nào, thấy vô thế thì đàn ông đến phụ nữ đều phải đảm đang, đúng không? Ừ. Bây giờ mình cố tiếp nè. Nào, như vậy tôi sẽ chuẩn bị cái mảng hai chiều. Tại sao tôi nhìn nó mảng hai chiều? Vì bạn nhìn đây nè, nhìn nhắc lại nè. Đó, cái bộ data này 0 với 1 là một phần tử mà mảng hai phần tử. Mảng hai phần tử, mảng hai phần tử. Còn nếu mà cái username password cộng với cái row trở về là mảng ba phần tử, và có nhiều như thế, nhiều dòng như thế, chứ cái table đó. Cho nên nếu bạn nhìn kỹ trong cái câu này thì đôi khi nó còn nói bạn là kỹ thuật này gọi là kỹ thuật table. Đây này, table driven testing. Thì dữ liệu của mình nó là cái table chứ là cái mẹ gì? Đó, chứ dạng table ạ. Rồi. Bắt đầu. Vậy bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ data. Tôi sẽ return. Bạn còn nhớ mảng hai chiều, mảng khai báo rồi. Ví dụ tôi khai báo mảng in A. Đó thì khai báo mảng kiểu này tức là mình sẽ có bên trong là ví dụ 2 4 6 8. Đấy là cái cách khai báo thứ nhất. Cái khai báo thứ hai của mảng là in A hoặc vuông bằng new int. Đó, hoặc vuông, và bên trong là ghi số phần tử luôn chẳng hạn. Đó, tức là mình sẽ ghi số phần tử luôn ở đây và mình nhét vào trong bên trong số phần tử của mạng. Thì bây giờ tôi cũng sẽ làm như vậy luôn. Vậy tôi return luôn new integer, hay là new object new integer. Thì cái này mình đang cần mạng integer thôi, hoặc vuông à, và số phần tử mình đưa vào chấm phẩy. Bạn cần câu này chưa? Như vậy đây là cần cái mạng rỗng, mạng hai chiều rỗng. Và bây giờ mình sẽ nhét value vào. Như vậy để cho nó đỡ bị à, nhìn cho nó dễ hiểu, cho nên tôi sẽ quyết định xuống hàng cho dễ. Các bạn viết thế này để đảm bảo là không bị lỗi trước cái đã. Rồi. Vậy viết thế đây để xuống mình có chỗ, mình biết là mình sẽ xin lỗi, mình nhét cái dữ liệu vào đây. Mảng chẳng qua là tập hợp các value. Như vậy mỗi value của mày lại là một, mày lại là một cái mảng khác. Đó, mảng hai chiều ý nghĩa vậy thôi. Làm vài cái thì bắt đầu tự nó tìm cái quy tắc để nó xuống hàng cho mình. Xin lỗi nha, lâu lâu ho. Rồi, đủ rồi đấy, bắt đầu. Xin lỗi. Bắt đầu nó đủ thông minh để nó tự nó xuống hàng cho mình ngay sát. Giờ mình muốn bao nhiêu cặp thì mình làm 2, 4, 5, 6 cái đi. Rồi, như vậy là ta được 6 phần tử của mạng. Đây đóng ngoặc của hàm. Và tao biết thừa rằng bạn có quyền đưa vào expected trước, input sau. Cái chuyện này không ảnh hưởng. Như vậy nếu tôi đưa là input là tao muốn tính không dây thừa, tao muốn đón về là 1. Nếu tao đưa vào 1 dây thừa và tao muốn nhận kết quả là 1 luôn. Nếu tao đưa vào 2 dây thừa, tao muốn nhận kết quả là 2. Nếu tao đưa vào 3 dây thừa, tao muốn nhận kết quả là 6. 1 x 2 x 3 bằng 6. 4 tức là 24. Và 5 tức là 120. Tao muốn nhận nhiêu đây? Như vậy thì bạn, nếu bạn nhìn thế này thì bạn cảm giác nó sướng. Nó thích ở cái chỗ là ở data tách riêng ra hẳn, mình biết được là mình có thể thiếu data hay không. Tất nhiên tình huống ngoại lệ mình sẽ làm thêm một cái bộ data khác ở đây, sang một cái method khác, sang một cái hàm khác, sang một cái class khác. Thế như vậy cái câu chuyện đây là gì? Nhìn đây nó sẽ cho ta biết là ta đã cover các trường hợp chưa, các trường hợp đã đủ bao quát chưa để ta dám kết luận câu hàm ổn đấy. Cho nên cái cách này nhìn nó sướng hơn cái cách này ở góc độ là nó không bị trộn giữa data và các câu lệnh. Và cuối cùng bây giờ về mặt logic, cái này nó giống như table này, bạn nhìn table này. Thế ta chỉ cần ta nhồi cái này, ta thả cái này vào trong cái hàm assert equal ở chỗ này và chỗ này nữa là xong. Thì vậy thì ta thả nó vào đây một chỗ và ta thả đây một chỗ. Mà nếu mà ta thả rồi lát thôi ta lại thay bằng cái khác. Vậy về mặt lý thuyết chỗ này phải là biến và chỗ này phải biến, tức là ta sẽ tham số hóa, biến tức là chẳng qua là tham số. À, mình đưa vào thì gọi là tham số hóa, parameterized. Đấy, đấy là cái logic vấn đề. Tuy nhiên vấn đề bạn phải hiểu câu là của như vậy cái này thì nó là cái gì và cái này nó là cái gì, làm sao em trích cái này ra được. Đó, em làm sao trích cái này một dòng ra được để em coi cái này là input và cái này là expected. Cái này như vậy phải có cái map, cái này phải map vào một cái biến và cái này phải map vào một biến, và dĩ nhiên cái này là map vào một biến và cái này map vào một biến. Tổng cộng chỉ cần hai biến thôi, vì cái này gọi là cột đầu là cột input và cột thứ hai mình quy ước là cột output hay là expected. Nhưng không ai cấm bạn đạt cái cột này ra trước hay ra sau, do bạn thôi nhá. Như vậy vậy thì nhớ rằng hàm vẫn đang nằm trong cái này. À, hàm vẫn đang nằm trong cái cấu trúc này. Cái a concat này mình báo lỗi thì bỏ đi, mình chưa dùng đến thì nó hết báo lỗi thôi. Như vậy hàm đã xong thì bây giờ ta phải cần cơ chế map. Ta cần map hai cái cột vào hai cái biến để lát hồi nhồi
hay là fit đúng vào hàm check factorial tích tương ứng. Cái này người ta gọi là tham số hóa, ta gọi là tham số hóa, testing kiểu tham số hóa, kiểu tham số hóa. Tiếng Anh nó còn gọi là parameterized testing. Cho nên cái chữ testing bạn thấy không, nó gắn một cách vô tội vạ, tức là mọi chỗ đều có thể gắn đến chữ testing. Nhưng bạn hiểu cái logic và ngữ nghĩa thì bạn chả sợ bố con thằng nào. Rồi, tiếp tục. Như vậy ta cần map. Vậy thì muốn map thì bạn lưu ý cái này là static. Static có nghĩa rằng nó sẽ là một cái biến, cái đồ dữ liệu dùng chung cho tất cả các lần test. Đó, chứ cái static nó có ý nghĩa riêng là dùng chung cho các lần chạy test ở dưới này. Bởi vì cái này sẽ là từng cặp nó nhồi vào đấy nó chạy. Đó, mỗi lần cặp mà nhồi. Và bây giờ tiếp theo. Đây là cái quy ước ngầm mà mình phải theo. Rồi bạn đặt tiếp public. Đó. Int. Input. Đó. Public. Long. Output. Hay là expected. Mình hàm ý rằng cái ta là kiểu long. Vì mình đang kiểu này đúng chuẩn nó phải là chữ long. Nhưng mình chơi lớn là long. Thì mới đúng. Bởi vì mình đang test cho cái giá trị nhỏ. Chứ còn nếu mà bắt đầu đến 6 giây, mười mấy giây thừa là bắt đầu nó to lên kiểu long rồi. Thì bài này vì tôi đang test cái miền 5 thôi. Chứ còn đến tới 10 giây thừa, 11 giây thừa thì cái chỗ này nó không phải là số 120 nữa, là số kiểu long rồi. Thì mảng chỗ này phải là long. Nó mới đúng chuẩn, nó phải là long. Đó, cho nên tôi vẫn đặt là expected là long. Vì hàm của mình đang trả về kiểu long. Do nó mấy giây thừa nó to lắm, to nhanh lắm. Nhá. Giây thừa to rất nhanh. Hàm dựng đứng ấy, gần dựng đứng ấy. Về độ dốc của tăng tốc độ x đi một chút xíu mà giá trị y đã cao vọt lên thì người ta gọi là hàm dựng đứng. Rồi thế thì nhưng mình ghi thế này thì ghi vậy thôi, nhưng làm sao nó biết là cái input để lấy cái cột 1 và làm sao biết cái expected để lấy cái cột 2 và ngược lại. Về khi bắt đầu tôi chỉ cách bạn map thì bạn dư sức bạn đặt tên biến hay tên cột thoải mái, không sợ bố con thằng nào. Như vậy để biết rằng cái thằng này số 5 nó phải đi vào biến input và số expected nó phải đi vào biến 120 phải đi vào biến expected. Hoặc là có quyền đảo nếu bạn muốn nha. Thì lúc này bạn phải thêm cái tham số phụ đây. A cộng. Paracetamol. Parameter. Bạn tích vào nó một cái. Và nó bong bóng màu vàng. Thì nó sẽ tự động import. Cái cơ chế này cơ chế của JUnit. Nhưng mà của tôi bịa ra. Bạn nhìn tên nó đặt rất dài. Org.JUnit.run. Tức là mình đang can thiệp vào cái kernel. Cái đây là xài cái lõi của thằng JUnit. Vậy JUnit là tên tổ chức, tên dự án, bạn cứ coi như vậy đi. Thì runner cũng giống như cái của mình đang bên này là main này, là core này. Bạn thấy không? Bạn đặt tên chữ core. Tức là phần lõi. Về Microsoft còn nhiều cái module khác. Ví dụ nếu dự án web của bạn cái này tên ví dụ môn SWP thì chỗ này có thể là ADO, ADO hay là DAO rồi DTO hay bất cứ gì nó nằm ở đây này. Nó nằm ở đây cái tên package DTO này, controller này, filter này, tùm lum tà la gì đó. Thì bạn biết thừa rằng hôm nay em đã làm quen thực sự là điều tên của các package trên thế giới nó đặt dài thật, và nó đặt theo một quy chuẩn ngược, không phải theo hàng nói điều nữa rồi. Vậy parameters của nhánh parameterized, vậy đây nó chẳng qua kiểu interface và hằng số thôi. Rồi kích vào import một cái. Xong. Như vậy tiếp tục mình sẽ nói a cộng parameter. Lúc này mình cần chưa cách được rồi, thì nó đã import rồi. Tuy nhiên làm sao em biết thằng nào map với thằng nào? Nó coi đây hai tham số, nên nó sẽ lấy. Như vậy nếu bạn muốn lấy thằng này gắn vào cái này thì nó gọi là đây cột 0 và đây cột 1, mảng hay chiều mà. Như vậy bạn sẽ ghi cho tôi chữ value bằng 0. Như vậy ta map với cột 0. Map với cột 0 của tập data. Và dĩ nhiên hơi bạn biết thừa rồi, chỗ này là map. Cho nên lúc này là không sợ đặt tên biến, thứ tự biến, mà quan trọng nhất là cách bạn map với cái column mấy. Đấy là cái câu chuyện bạn cần quan tâm, map với column mấy. Như vậy map xong. Nhưng mà làm sao nó biết rằng nó phải lấy cái này ở trên cái hàm này. Vì cái hàm viết chơi chơi như thế này thì em đặt tên cái mẹ gì cũng được. Thì em nghi ngờ thấy quá, làm sao tự nó suy được. Thế thì về mặt lý thuyết nó cũng bình suy. Nhưng mà nó không suy được đâu, vì những cái hàm là bất chợt. Nó còn nhiều hàm ở dưới này nữa, trong cái class này. Cho nên nếu viết kiểu này thì rất khó để có thể hình dung được. Làm sao nó biết được nó map cái input này vào cột 0 của cái hàm này. Quan trọng nhất là của hàm này thôi. Thế thì bây giờ mình trên hàm này phải thêm cái A cộng nữa. Ra parameters, thêm chữ sờ nữa. Tao nói mày nghe, tao làm tập các tham số nhanh, kích vào import tiếp.
Tao nói mày nghe, tao chứa rất nhiều tham số nhen, và muốn muốn trích từng thằng một thì mày map nó vào từng thằng một đi. Đấy, logic rất dễ hiểu. Ok, vậy mày nhìn cái import. Đó, parameters chỉ là parameter. Parameters là tao chứa tập hợp các dữ liệu. Đó, và mày map đi. Mọi người đang theo kịp bên đây không ạ? Trả lời. Được kịp rồi. Tại sao nó làm được những suy luận này thì bạn phải nên nhớ mình đang xài thư viện này. Cho nên lúc mà mình F6 á, hoặc mình đâu phải ấn phải chuột mình run ấy, thì cái thằng runner là cái code của cái thằng JUnit này, tự động nó ngồi nó đọc cái class này và nó ngồi nó nhìn những cái A còng này để nó biết tự động bên trong nó loop. Bạn cứ tưởng tượng cái này giống như cái result set của mình á, result set của mình trong lúc mà lập trình SQL của mình á. Result set thì bắt đầu nó cứ ngồi cái vòng do loop, loop while trong cái hash next. Mày còn nữa không thì tao lấy cái result đó tao thả về, tao ép vào trong cái DAO DDO gì đó. Đó, thì đây nó chính là cái table và nó tự động gặp cái câu lệnh này này, nó tự động loop. Đó. Vậy cái class, vì cái này mình đang giữ, mình import toàn bộ cái này, cho nên lúc này mình sẽ bắn cái toàn bộ cái đoạn class này cho cái thằng JUnit, mặc dù vẫn chạy dưới môi trường của máy ảo Java, nhưng máy ảo Java nó bắn cái cho JUnit và JUnit tự động biết mò cái phần này và loop. Đấy là chuyện của JUnit, mình không lo. Cho nên đây cách người ta gọi là xây dựng cái bộ framework. Bạn nên nhớ framework tức là không chỉ đơn giản là mình xài, mà nó còn có những cấu trúc. Còn ví dụ như JDBC á, cái thư viện JDBC thì bạn viết những cái câu khai báo import, bạn khai báo thoải mái, bạn viết tự do. Bạn không cần cái cú pháp mẹ gì cả, bạn cứ theo cái cú pháp gọi hàm của nó là xong. Còn khi bạn chơi với framework là nó có những cái quy tắc bạn phải theo. Đấy, framework ở góc độ là tức là nó dựng cho bạn cái dàn khung và bạn chỉ cần điền vào, ví dụ như cái này thì bạn điền vào. Đó, còn đối với cái thằng mà JDBC là gọi là API thư viện thuần nói chung thì có nghĩa là mình viết tự do. Còn thằng này khi gọi là framework là luôn luôn phải có những quy tắc. Đấy, cái chữ framework nó ý nghĩa là như thế, tức là nó bắt bạn, nó đã chuẩn bị sẵn cho bạn những thứ gì rồi. Ví dụ bạn nào string boot thì bạn biết rồi, Node.js bạn biết rồi, là cần phải có những cái cấu hình, cái khai báo gì mày phải làm trước cái đó thì bắt đầu mày tận hưởng luôn, đéo nói nhiều. Thì cái đấy được gọi là framework nha. Còn thư viện là để viết tự do. Mặc dù bản thân chữ framework nó bao hàm ý nghĩa của thư viện, tức là dùng lại. Nhưng chữ thư viện không có nghĩa được gọi là framework đâu. Mày ý nghĩa lớn lao hơn của nó. Tôi không muốn đi sâu đau đầu gì đó. Cú cuối cùng để báo hiệu cho JUnit biết và máy ảo Java nó phải ngồi nó giúp mình, nó bắn cái cho thằng JUnit, thì bạn thêm cho tôi cái câu cuối cùng a còng run wait, a còng run run wait. Đó, thêm bên này nữa thôi, run wait ngay ngoài đầu cái class, rồi mở ngoặc cho tôi value, cũng vẫn là value thôi. Value tức là khai báo. Đây là những cái khái niệm gọi là annotation. Khi bạn chơi với framework bạn hay gặp những cái ký hiệu này. Rồi, parameter. Và bây giờ bạn gặp chữ parameterize ở trong hồi đấy trong Wikipedia tôi có nói. Tao cho nói cho mày nghe là cái class này sẽ chơi cơ chế tham số nhen. Chơi cơ chế tham số. Và trong đó có tập các tham số nằm ở đây. Và sau đó là trích ra từng tham số thì nằm đây. Đây, phần setup về hệ thống của đã xong. Như vậy, đây là kỹ thuật để giúp bạn tách bộ data. Kỹ thuật bạn giúp bạn tách bộ data, khai báo với JUnit. Và bộ data cứ chuẩn bị nói sẵn đó là nguồn data với từ khóa này và sau đó mình trích ra. Xong, vậy bây giờ em test được chưa thầy? Test được rồi. Đến đây là mình khỏe rồi. Và test thì bắt đầu phải có assert equal, chuyện vẫn như cũ, vẫn copy lại cái hàm cũ. Copy một cái thôi. Đó, copy đến đây. Không cần copy hết. Rồi bạn dán sang. Lúc này có trở lại câu chuyện test như bình thường. Nó yêu cầu là tớ có import assert nhen. Ok. Không suy nghĩ mẹ gì. Hàm này dĩ nhiên mình thiếu đóng ngoặc vì mình copy có nửa chừng. Dán rồi. Xóa hết. Như đây. Đó. Chỉ còn như đây thôi. Tất nhiên bên này vì nguyên tắc là do mình chưa làm hết, mình còn nhiều bộ nữa, mình nhiều bộ test nữa, mình có 3-4 cái, bên này mình chơi hoành tráng luôn, 7 cái, 6 cái luôn. À. Thì mình dán rồi. Ủa vậy chỗ này em thay bằng cái gì? Thay bằng expected. Và chỗ này em thay bằng input. Đó. Có xong rồi đấy. Vậy với cách viết này thì nó đẹp. Data để riêng. Fit tức là nhồi mày vào, nuôi dưỡng mày ăn đấy. Vào đây. Và bây giờ nếu mà trời thương chúng ta thì nó sẽ báo câu 6 cái pass run. Nó báo 6 nha. Đây, số 6 đây này. Mọi người có giống tôi không ạ? Con lên con sấy tóc ngay cho bố. Lên sấy tóc. Mọi người có 6 trường hợp 6 như của tôi chưa? Trả lời. Anh em giang hồ đâu rồi?
À, cái tụi nhỏ này nó hỏi chúng mày không trả lời. Dạ dạ được thầy. Marketing. Không, tại đây bị lỗi phải sửa lại. Hôm nay tao đang hiền lắm đó. Tuần này và tuần sau thì tao vẫn còn đang hiền đấy. Tuần sau nữa thì tao sẽ nổi tiếng hơn cả thầy bên sư phạm kỹ thuật là chửi sinh viên đấy. Nghe chưa Thảo? Dạ. Em có nghe mang máng thôi. Nghe mang máng cái gì? Chưa nghe thầy Hoàng chửi bao giờ hả? Chưa. Cứ hỏi các anh chị đi, hỏi xem, lên confession hỏi xem thầy Hoàng chửi sinh viên như thế nào. Cứ hỏi đi. May mà tao chửi hay đấy, chứ nếu không thì tao cũng lên sóng của báo chí luôn rồi con. Mọi người trả lời, báo 6 cái pass chưa? Hay có ai bị trục trặc không? Yeah, pass không. Và liệu rằng nó có đúng hay không, mình thường chơi thử. Tao nói mày nghe nhé, tao muốn 5 giải thừa bằng 1120, chơi thử đi. Để xem nó đang xanh, và bây giờ nếu mà 2, 4, 6 nha. Xem thử nó ra có mẹ này, run phải. Đỏ nè, đỏ chắc luôn. Nó báo dễ thương lắm. Xin lỗi bạn nha, 5 cái pass, 1 cái fail. Rõ ràng 5 cái, sao biết được, em có một hàm chạy thôi mà. Đúng rồi, nó nhồi nhiều lần nè, thấy không? Nó nhồi, nó tự động, nó nhồi, nó tự nó lúc rồi mình không lo. Khai báo là tự động chơi unit loi 1, 2, 3, 4, 5 cái pass, 1 cái fail, kệ mẹ mày chứ. Hàm mày chạy không đúng cho mọi trường hợp thì sao tao dám gọi mày là đúng à. Tao hy vọng 120, à 1120, nhưng mà mày ói mày 120, chết mẹ mày rồi. Chúng ta đã vừa xong cái việc tham số hóa, và coi như tham số hóa đã chạy ngọt. Ok, mọi người có được giống kết quả giống như kiểu của tôi chưa? Trả lời. Nghe được. Rồi màu xanh trở lại. Đến đây bạn đã hiểu cái cảm giác khoái rồi. À đồ. Vậy nhìn cái này thấy nó rõ ràng đẹp luôn. Rõ ràng nó đẹp luôn. Vì góc độ nó tách data ra. Và mình biết được cái tập data này đủ đa dạng chưa? Đủ bao sân chưa? Xin lỗi. Như vậy thì ý nghĩa của cái việc mà mình làm cái việc test driven ở đây, có nghĩa là thế đấy. Data driven, tức là nó tách ra để cho mình có được cái cảm nhận, và mình có được đấy, cái việc là mình chuẩn bị bộ data nó chắc cú đủ hay không. Thì đây là ý nghĩa của cái việc tôi vừa giải thích cho bạn xong bằng cái cách thức viết code. Thì trên mạng ấy, à trên xin lỗi, các bộ thư viện khác ấy, thì nó có trò như này. Những tùy bộ thư viện nhé, tùy cái framework chứ xin lỗi. Thì nó lại có thể không để hành mơ hàm thế này, mà nó nhồi hẳn cái mảng hai chiều ngay đây luôn này. Có chỗ nó nhồi như mảng hai chiều ở đây, data ở đây luôn này. Data ở đây luôn. Đấy, nó có thể có một số cái frame của khác nhau á, nó cho data đây luôn, và chỗ này nó nói là data này map với cột nào, ghi mẹ tên cột map ở đây luôn, à, tên cột map ở đây, để biến ở đây, à, và lúc này trong đây thì bắt đầu mình lại xài biến ở đây, từ đây nếu đây là biến thì đây ghi chữ biến ở đây, và đây biến ở đây, tức là nó cùng một cái logic thôi, bạn phải hiểu nó cùng một cái logic, tức là cùng một cái ý tưởng, là mấy cái chuẩn bị data đi rồi mà nhồi nó vào, data nó nằm ngay trong cái hàm ngay chỗ khai báo này hay là hàm riêng ở đâu cũng được, bản chất cuối cùng vẫn là phải đưa data riêng ra. Qua cái biến để bắt đầu vào cái assert equal. Như vậy cái assert này cũng xuất hiện nhiều lần, cực kỳ nhiều ở mọi nơi, ở mọi chỗ luôn. Nó thì đến đây tôi vừa giải thích cho bạn xong mức độ căn bản nhất về unit test với hai kỹ thuật lớn lao, là kỹ thuật viết theo kiểu truyền thống và viết theo kiểu gọi là data driven. Rồi, thế thì nó còn một số cái kỹ thuật nâng cao nữa, ví dụ như là cái bộ test này nó chạy lâu quá, ví dụ liên quan đến cơ sở dữ liệu ấy. Phần này ví dụ như phần test này, cái hàm này nó chạy liên quan đến cơ sở dữ liệu hay nó đòi thống kê tính toán hơi bị lâu, thì nó còn một cơ chế là ví dụ như bạn hiện nay bạn có hai cái hàm này, nó có những nhiều tool nó sẽ có cái cơ chế cho phép hai cái hàm này, hai cái class này cùng chạy song song luôn, nó gọi là parallel, tức là chạy song song luôn để tăng tốc thôi. Tất nhiên đỏ kết luận câu cuối cùng, đỏ vẫn là chỉ một trong những đỏ là đỏ, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn tăng tốc cả hai cái này chạy cùng một lượt đó. Thì đấy là cái kỹ thuật thêm của các framework thôi, chứ nó không phải là câu chuyện bí hiểm gì. Nhưng cái đích đến cuối cùng, mẹ kiếp mày muốn test cái gì thì mày phải nói cái đó ở đây. Thì đấy là tôi đã vừa đưa cho các bạn xong tất cả những khái niệm và thuật ngữ quan trọng nhất của cái phần unit test. Là quan trọng nhất là có hết rồi đấy, không còn cái gì nữa đâu. Nha. Thì sau đây là tôi nói tiếp về cái phần bài tập về nhà cho chúng ta. Đó. Bài tập về nhà và những công việc các bạn cần chuẩn bị cho tuần tới nữa nha. Rồi sau đó tôi sẽ nói tiếp câu chuyện quan trọng. Rồi, bây giờ về nhà chúng ta sẽ làm bài, sẽ làm thuyết trình theo nhóm. Thì lịch dự kiến của chúng ta là thứ tư của tuần thứ năm. Hôm nay là tuần thứ ba, thứ tư của tuần thứ ba rồi. Tôi luôn luôn cho bạn đủ thời gian để bạn có thể làm.
Tức là bạn có luôn một tuần mới cỡ 10 ngày để bạn bắt đầu chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Chúng ta sẽ chọn một cái framework unit test riêng, một unit test framework riêng khác, nhiều lắm, nhưng mà những điều tôi giảng bạn thấy là rất giống nha. Nó cùng một nguyên tắc mà. Ví dụ như bạn nào thích Java thì có thể dùng cái test entry. Hôm bữa lúc mình ấn phải chuột ấy, nó có hai cách để chọn là cái JUnit và cái test entry. Cái JUnit là cái gần như cái lõi, cái core ban đầu nha, rồi sau đó người ta triển khai thành những cái khác. Thì test entry là cái phần mở rộng nâng cao hơn của JUnit, thì nó có sẵn trong Java. Còn đối với C Sharp của bạn thì bạn có nhiều option luôn. AxeUnit, MS Test, MS viết tắt của Microsoft. Nhưng Microsoft Test thì nó hơi cũ rồi. Microsoft sau này nó ít nâng cấp cái này và nó chuyển sang dùng NGINX luôn. NGINX thì bạn dùng bên NuGet ấy. Bạn dùng NuGet là cái là bạn NuGet nó giống như cách để download cái package về, download cái thư viện về. Thì bạn có thể dùng bên C Sharp, Visual Studio, bạn vào NuGet, bạn gõ NGINX, thế là bạn add vào được. Nó là bộ thư viện nó add vào thêm nha. Nó giống như Java mình là add thêm thôi, chứ chả là các bạn gì cả. Bạn có thể ép bằng tay được mà, thư viện bằng tay được mà, những cái DLL đưa vào. Như vậy C Sharp bạn chọn NGINX, XUnit, MSS Test, JavaScript có luôn nha. Tên của nó nhiều thứ lắm, nhiều framework lắm. Thì bạn cứ vào Google, bạn gõ cho tôi ví dụ như là unit test for JavaScript, unit test for PHP, unit test for Ruby. Tức là tùy bạn thích ngôn ngữ lập trình nào thì bạn có quyền làm cho cái đó. Đó. Tất nhiên các nhóm có quyền làm trùng lại luôn, tôi không phản đối nha, tôi không phản đối luôn. Nhưng mà nói chung là các bạn chọn lựa được cái gì tùy theo ý thích của các bạn. Và các bạn cũng demo giống như cái kiểu như tôi demo, hoặc các bạn thấy rằng tôi demo chưa đủ hay thì các bạn có thể demo hay hơn nếu muốn. Nhưng chắc chắn nó phải là một quá trình giống như là huấn luyện mọi người trình bày có code có kiếp. Thì các bạn demo code á, nếu demo có code thì các bạn có thể làm code trước, rồi các bạn gửi code cho mọi người trên GitHub để dành, rồi mọi người có thể đao về thử nghiệm theo cùng. Hoặc nếu không thì bạn hơi training giống như của tôi, nhưng mỗi nhóm chỉ khoảng cỡ 45 phút thôi là cùng, là tối đa. Tức là một bữa mình được hai nhóm, chứ một bữa một có những cái nhóm làm rất dài thì các bạn có thể phải tóm lược lại cho tôi, đừng nói hết tất cả mọi thứ. Ví dụ giống như unit test này của tôi đâu nói before cái thứ này nọ, trừ phi bạn dùng đến nha. Thì cố gắng gói ghém được trong vòng 45 phút thì khi đó bạn một, thực ra một bữa thì chúng ta cũng chỉ làm được khoảng hai nhóm là cùng, vì tôi biết là những cái này nó dài và nó nhiều thứ chứ nó không thể nhanh được. Nhưng mà mình không cần hướng dẫn từ đầu mọi người giống như tôi đang hướng dẫn, thì tôi đang hướng dẫn mọi người giống như cái kiểu là bắt đầu cùng làm để các bạn cảm nhận. Còn cái kia thì tùy, có những người quen thuộc đồ chơi công cụ bạn đưa JavaScript mà nhiều người không quen chơi thì có nghĩa là họ cũng không có cái để họ thí nghiệm. Nhưng mà nó giống như bạn đang cùng dẫn dắt họ, bạn chuẩn bị sẵn code và bạn hướng dẫn họ. Hoặc là có đoạn nào bắt đầu cùng gõ cũng được, đó thì tùy bạn nha. Nhưng nói chung là tôi sẽ để yêu cầu các bạn demo code, tức là phải có code, nhưng không được demo code giống như trên mạng. Code như trên mạng thế này này, tức là trên mạng họ cũng xây dựng một cái class math giống như tôi đang làm, class math giống như tôi. Yeah. Nhưng mà thường khi họ làm trên mạng ấy, thì chỗ này họ để chỉ làm cái hàm nó không được như tôi. Họ làm cái hàm rất đơn giản thì thực ra họ không sai. Chỉ có điều họ làm một cái hàm, ví dụ họ làm cái hàm này này, public, để họ minh họa cái việc assert, thì chuyện họ không sai nhá. Ví dụ hàm add in A, phải in B. Rồi, bên trong họ return A cộng B. Thì thực chất một điều này, hàm này không có sai, nhưng nó vô nghĩa. Chả có thằng mẹ điên nào làm cái hàm add. Hàm này của tôi thì không phải là tôi điên, mà hay do tôi viết mà tôi khen. Bởi vì thực ra không có hàm dây thừa có sẵn, mình phải tự viết. Và cái hàm này tôi còn dùng cho một mục tiêu là code bên trong nó phức tạp thôi mà, nó cũng phức tạp đấy. Và mai mốt tôi còn dùng đệ quy nữa để dành cho một cái mục tiêu khác nữa. Còn cái hàm này bạn tối ưu thế mẹ nào nữa. Và bản thân A cộng B thì chứ thằng điên nào tự nhiên làm cái hàm chỉ đơn giản là A cộng B. Đó, ví dụ nó có tính toán ví dụ số thứ mấy của Fibonacci thì nghe còn có lý. Tức là mình mang tính chất có một chút xíu xử lý phức tạp hơn chỉ đơn giản là minh họa mẹ kép hàm trả về giá trị kiểu này, thì nghe nó có vẻ không được hay ho, nó không được tự nhiên khi mình bàn về code của mình. Cho nên chỗ này tôi đề nghị chỗ này bạn thay bằng DAL, và chỗ này là hàm check login hay những cái gì mà bạn đang xử lý trong môn SWP của bạn, thì bạn lấy cái project đó ra nhưng không phải lấy giao diện, chỉ cần lấy đúng cái phần gọi là phần core, là cái phần code gốc thôi, cái phần code mà liên quan đến xử lý có hàm thôi, và bạn minh họa một hai hàm là được rồi. Để mình cho người ta thấy rằng đủ, cái unit test này nó thực ứng dụng trong thực tế, chứ nó không phải xây dựng những cái hàm sàm sàm như kiểu add cộng trừ nhân chia. Mặc dù lên trên mạng bạn đọc thì chắc chắn nó nói kiểu này, A cộng trừ nhân chia, thì để mình hiểu cú pháp, chứ còn chắc chắn mình phải nên viết một cái hàm phức tạp hơn, chứ không nên viết hàm đơn giản. Vì trên mạng người ta giảng cho bạn cái cú pháp để bạn làm quen ngữ nghĩa, và một cái hàm đủ đơn giản để bạn biết bài nghiệp là đủ, cứ có hàm thì mình nên test như thế này nè. Nhưng rồi sau đó mình phải nên ứng dụng nó vào trong một cái dự án thật, dự án mình đang làm, thì nó mới có tính chất ứng dụng để mọi người mới cảm nhận được rằng là unit test là có ý nghĩa thật.
đó, để check được toàn bộ những cái hàm mà ngay khi chưa có giao diện đã check được rồi, và biết đúng sai luôn trong một loạt các case, các tình huống ta test. Mọi người có nắm được tinh thần không ạ? Được ạ. Đã hiểu rồi thầy. Vậy thì để các bạn tự do chọn tên tù nha, chọn trùng không biết, tôi không vấn đề. Nhưng theo tôi biết là bên JavaScript thì cái unit test cũng thú vị lắm đấy nha, đặc biệt trên JavaScript thì các bạn có thể tự chọn C sharp cũng vui nha. Còn nếu bạn thích ngôn ngữ lập trình nào lạ lạ thì bạn cứ thoải mái, tôi chắc chắn tôi không thể biết hết được những điều bạn biết đâu, chỉ điều thấy vui, thấy hấp dẫn. Ok, điểm cao thế thôi. Như vậy rõ chưa ạ? Mọi người rõ được chưa? Dạ được ạ. Dạ rõ rồi. Đây, cảm ơn. Vậy câu chuyện tiếp theo của chúng ta hôm nay, tôi tổng kết lại, chúng ta đã học được những món này. Unit test, ta học được TDD, ta lại học được DDT. DDT là Data Driven Testing, còn TDD là Test Driven Development. Ta học được tham số hóa. Thì cái câu chuyện tiếp trong tuần này của tôi, nếu tôi còn sức, tôi sẽ làm các bạn là cái CI. Cái unit test này tôi chưa dừng đâu. Bạn tưởng nó xong rồi nhưng chưa nha. Nó còn một phần nữa và tôi sẽ làm cái phần đó nữa nha. Là nó liên dáng đến cái unit test này, nó hay lắm. Nó cái màu xanh đỏ ấy, nó còn một ý nghĩa hay nữa mà bây giờ mình sẽ dùng sau. Chứ còn không phải là, thực ra còn một cái test nữa là cái test manual, nó nằm đây này, test bằng man, ghi ra system.out.println, thì bữa sau tôi sẽ nói đến nha. Nhưng cách này không phải là cách hay. Cái cách hay nó phải là cách màu xanh đỏ. Ủa, xanh đỏ không phải vì nó màu hay mà do màu xanh, mà nó hay vì nó còn tích hợp được với cái CI, cái quy trình CI, Continuous Integration, CI, CD, DevOps. Đó là một cái thuật ngữ mà chắc chắn các bạn phải biết đi thực tập. Tôi sẽ huấn luyện các bạn mức cơ bản. Nếu bạn đọc ở website tiếng Việt thì đã có mẹ hết rồi. Tiếng Việt đã có một đống cái thông tin này rồi. Tức là những anh chị người ta đi trước. Đơn giản cho bạn sinh sau đẻ muộn thì bây giờ bắt đầu bạn mới học thôi. Chứ không có điều gì là bạn cảm giác bạn bị thụt lùi nhé. À, thế hệ sau thì sinh sau thì bắt đầu sẽ phải tiếp nhận những cái của cái thế hệ trước và có thể những điều mới nữa. Cho nên bạn sẽ học của những cái thế hệ trước cộng với cái sẽ đang diễn ra. Thì CICD đã có rất nhiều website của người Việt chia sẻ rồi. Và bạn thấy rằng là nó luôn luôn là cái hình xoắn kiểu còng số 8. Và bạn đi thực tập FPT Software, các công ty nó đều đang áp dụng. Thì trong đây, trong lớp này của các bạn thì tôi biết là có những người đã va chạm cái điều này nhiều rồi. Đó là điều tốt, tôi tôn trọng. Còn những ai chưa biết hoặc là những ai cảm giác là còn mông lung thì tôi sẽ trang bị kiến thức nền cho các bạn về cái này. Đó. Tức là cái unit test nó sẽ dính đến cái CI/CD chứ không phải là tự nhiên là tôi giảng đâu. Nha. Giảng cho môn học là một, nhưng mà nó để còn nối tiếp vào CI/CD. Cho nên nếu các bạn sợ bạn xóa không dùng tiếng Việt thì tiếng Anh nó đầy. Và đi vào FP Software, bạn đi vào FP Software bạn sẽ thấy cái này nó là hàng ngày nó xuất hiện trong code của bạn nha, xuất hiện hàng ngày. Vậy cái logic vấn đề nó nằm ở đâu thưa thầy? Logic vấn đề nó nằm đây này. Tôi đang ví dụ cho bạn nghe, dev có hai anh chàng dev đang cùng làm dự án. Đây là hai anh chàng dev nhé. Thực ra một dự án ở công ty phần mềm ấy là không có ai cho một người làm đâu, bạn đừng có mơ. Đéo có cái dự án nào một người làm hết trơn trọi ấy. Vài chục dev là chuyện bình thường. Vậy mỗi anh dev làm miếng, mỗi anh dev làm module, mỗi anh dev làm phần. Có dev làm frontend, có dev làm API, có dev làm code này nọ, code nọ. Ráp giao diện các thứ tùm lum. Nói chung là mỗi anh chàng làm miếng. Như vậy thì về nguyên tắc mỗi anh chàng có cái máy tính riêng của mình, viết code. Viết code trên máy mình, tôi gọi là máy local. Và sẽ phải có unit test dĩ nhiên, phải có unit test dĩ nhiên. Anh chàng này cũng phải có unit test cổ phần của mình. Rồi bắt đầu cho họ up code lên server. Up code lên server trung tâm. Bắt buộc phải up code lên server trung tâm. Như vậy là sốt code lên server trung tâm, mày muốn up code thế mẹ nó không cần biết, nhưng mà chắc chắn code phải ổn đã. Code trên server phải ổn. Vậy thì làm sao biết code ổn? Ủa, máy mình ổn, máy thằng đệ cũng ổn, nhưng mà ráp lại hai người lại với nhau và bắt đầu gọi hàm của nhau thì chưa chắc đã ổn. Đó, hay là hàm này gọi hàm này của người ta, nhưng mà mình lúc người ta đưa cho cái hàm này cho mình vậy thôi thì mình test trên máy mình thấy ổn, nhưng mà lúc mà người ta đã có sửa code, người ta đem lên đây và mình cũng đem lên đây, lúc bắt đầu mới có chuyện. Như vậy thì trên cái server này nó kinh lắm, nó gài thêm một vài cái công cụ cực kỳ đặc biệt. Nó gài thêm công cụ nha, cái server này này tôi sẽ nói tên server sau. Nó gài một vài cái công cụ đặc biệt. Thì code bạn vừa đưa lên một cái, nó kiểm tra liền, code mày đặt có đúng chuẩn không, tên biến có đặt đúng là cú pháp có lạc đà không, nó kiểm tra luôn đấy nha. Nó kiểm tra được cái tự động á. Code mày có ghi cơ chú cầm bân đầy đủ không, tên hàm đặt đúng không, thuộc ra thuộc vô có đúng không. Đó. Nó kiểm tra hết. Cái tool này nó có khả năng check được cả code luôn. Không phải chỉ giống kiểu check đạo văn ấy, tức là nó đọc text, đọc code luôn. Nhưng nó không biết là code chạy đúng hay sai nhá, nó chỉ biết là code mày viết có đúng chuẩn hay không đã. Rồi, nó sau đó muốn biết code đúng sai thì nó tự động cái tool này trên server này, nó gài thêm cái tool, nó tự động chạy cái unit test. Dĩ nhiên code mình phải có unit test, code mình unit test và đưa cái này lên server luôn.
Như vậy nó chạy unit test, khi đó unit test này nó ngồi nó trộn cốt tất cả mọi rồi, cái unit test là chung của cả dự án. Và nếu thấy rằng tất cả xanh thì mới ok, còn nếu mà đỏ thì có chuyện đấy. Đó. Cho nếu đỏ thì lập tức nó tự động nó gửi mail luôn, cái tool này nó tự động gửi mail, nó chửi thằng dev bố khỉ mày, chúng mày vừa đưa cốt lên như hạch ấy, nó chửi liền tự động nhá. Còn nếu mà ổn thì tự động nó đóng gói luôn cái tool này này, cái bộ hệ thống này nó tự nó đóng gói cái cốt luôn, nó đóng gói cái app nó biên dịch nó thành cái file .go.exe, nó đóng gói luôn, nó biến nó b nó đem cái file .go tự động nó copy sang cái một cái server khác, nó gọi là staging server. Staging server là một cái thuật ngữ trong nghề của chúng tôi. Staging server là một cái server riêng dành cho dân QC, và dân QC nhảy vào test code ở trên đó, à test app trên đó. Như vậy thì quá trình này quá trình hoàn toàn bạn biết là tự động hết, quá trình này hoàn toàn tự động luôn. Muốn tự động được thì dĩ nhiên phải cài tool và sau đó mình cấu hình thôi. Thế là cuối cùng cứ ai vừa push code lên, ai vừa push code lên, bố kiểm tra code chuẩn chuẩn, bố chửi, bố chạy test và bố chửi bới. Hoặc nếu không bố đẩy code sang server khác, à xin lỗi không đẩy code mà đẩy app sang server khác, tức là nó tự đóng biên dịch luôn thành server khác. Thì cái quá trình này nó cứ liên tục như vậy thì người ta gọi là continuous integration. Cái đoạn này này. Còn đoạn đẩy sang đây thì nó gọi là CD và DevOps nha. Như vậy thì cái quá trình là code liên tục được kiểm tra để đảm bảo chất lượng, tích hợp liên tục, kiểm tra liên tục thì nó gọi là CI. Và thầy Hoàng sẽ hướng dẫn chúng mày chơi với CI kiểu này. Và các công ty phần mềm kể cả FPT Software chúng mày đang vào đó, chúng mày sẽ thấy cái quy trình này nó cấu hình một cách phức tạp và hoành tráng vô cùng. Chúng mày không được sờ hết đâu, chúng mày chỉ được xem nó chạy thôi. Mà chúng mày đẩy code lên, chúng mày thấy, chúng mày nhận mail bị chửi là chúng mày biết rằng đủ quy trình CI đang chạy, chứ đéo có thằng sếp nào rảnh mà ngồi nhìn code mày đâu, mà ngồi báo đâu. Tự động hết các con. Như vậy muốn làm được điều này thì thứ nhất, server code chính là server tên là GitHub và GitLab và Bitbucket. Server trung tâm chính là cái này này. Chứ không phải trên máy mình đâu nha. Đó, mình GitHub, GitLab mình biết rồi. Thứ hai, cái tool mà nó tự động nó kiểm tra code ấy, là tool này, tên là SonarQube. Là cái tool này nó kiểm tra code này. Còn cái tool mà chạy unit test ấy, nó tự chạy unit test. Chính nhiên phải có unit rồi. Chạy unit rồi hay là có những cái unit test mà tao vừa hướng dẫn cho mày ấy. Nhưng cần phải có cái tool này nó chạy. Nó gọi cái thằng này giống như người tôi với các bạn ấn phải chuột để run. Thì gọi là chạy. Thì mẹ kiếp cái tool nó phải chạy được cái điều làm cái thao tác ấn phải chuột được. Cái tool nó phải làm được cái thao tác đó. Thì cái thao tác đó thì nó chính là cái tool tên là Jenkins. Tool là Action. Và tool là Bamboo CI. Tool là TeamCT và Travis. Đây là những cái tool mà nó sẽ giúp nó tự động nó chạy cái unit test cho mình. Nó tự đóng gói cho mình luôn. Tất nhiên mình phải cấu hình. Như vậy thì toàn bộ những cái trò này là nó sẽ giúp cho bạn cái tự động hóa và đảm bảo cái quy trình của công ty nó, quy trình chất lượng của công ty nó được kiểm soát và cái sản phẩm nó release nhanh và chính xác theo đúng khung thời gian đã có, nó cấu hình được hết cái trò này. Cho nên bạn vào các công ty bạn thấy từ tròn mắt đến dẹt mắt, miệng chữ O, miệng mồm chữ A để nhìn xem á đủ quy trình nghe nó chuyên nghiệp vãi, và tao đang giới thiệu dần quy trình đó cho chúng mày làm quen trước một phần, chứ tôi không biết hết được và không thể làm hết được vì nó tốn tài nguyên và mọi thứ lắm nha, mà nó tốn nhiều đồ chơi. Nhưng mà chắc chắn một phần trong đó tôi đã mô phỏng, tôi sẽ cùng các bạn làm ở long lớp này. Để khi các bạn biết là các bạn sang đó các bạn không bỡ ngỡ. Hoàn toàn không bỡ ngỡ khi đi thực tập. Ít nhất là biết rằng tại sao nó lại có điều đó. Nhá. Các công ty nó xài tool kinh khủng lắm ấy, đừng có đùa đâu. Tôi cố gắng tôi đưa trong khả năng của tôi. Nhá. Còn chắc chắn là bạn biết rồi thì bao đó bạn dễ hòa nhập. Thì về nhà, thứ nhất chọn cái làm cái bài thuyết trình để thứ năm, thứ tư, thứ năm. Hôm nay tuần thứ ba rồi. Chúng ta thuyết trình. Và tiếp theo, mọi người về nhà tạo cho tôi account GitHub. Tôi biết hầu hết mọi người ở đây đều có GitHub rồi. Còn nếu người nào chưa có GitHub thì đây là lúc các bạn phải tạo nha. Đây là lúc các bạn phải tạo. Thì các bạn tạo cho bọn tôi một cái đường dẫn GitHub tử tế. Như GitHub của tôi đường dẫn nó này. Đây là chính là cái username. Bạn phải nhớ cái username này để dành vì bữa sau mình thực hành với GitHub nha. Bữa sau mình sẽ thực hành với GitHub. Cho nên tạo sẵn cho tôi cái account GitHub đi. Rồi chuẩn hóa nó chuẩn đi. Các thư mục trên này cũng chuẩn luôn đi. Thư mục trên đây chính là cái folder, cái repository. Và nó là tôi thường dùng chữ thường. Thì bữa sau tôi cũng sẽ chuẩn lại cái app của mình thành chữ thường. Để tôi sẽ chỉ các bạn cái cách làm huy chương nữa. Đó, ví dụ huy chương này. Để khoe. Có rất nhiều cái huy chương khác nhau. Không phải là cái image mình dán vào đâu. Nó phải có cái huy chương ấy. Mình có cách để làm được huy chương này. Thì tôi sẽ chỉ các bạn hết. Vì cái này là phần của CI đấy các con. Cái này chính là phần của CI đây này. Cái chữ CI đây này. Mọi người có theo kịp được câu chuyện tiếp theo của thầy Hoàng với lớp chưa ạ? Trả lời. Dạ thưa thầy. Đồ chơi hay nha, sẽ đến. Tất nhiên hay trong khả năng của tôi giới thiệu thôi. Chứ còn thực ra nó hay hơn rất nhiều. Tôi không dám chắc tôi sẽ truyền tải được hết. Nhưng mà hy vọng rằng điều đó sẽ giúp cho các bạn cảm giác hội nhập được vào trong giới công nghiệp. Bắt đầu từ từ. Đó. Thì hy vọng mọi người có được chút xíu cảm hứng. Bữa sau nhớ chuẩn bị đồ chơi. Bữa sau mình đi tiếp những cái vụ này.
vẫn đang trong bối cảnh testing, bối cảnh đảm bảo chất lượng phần mềm, nhưng phải tao chém gió đâu, tao không khoe khoang đâu nha. Tao biết được cái nào tao chia sẻ ngoài cái trong đó, còn ai biết gì hay hơn cứ vui lòng góp ý cho tôi. Tôi không dám chắc tôi biết hết đâu, chắc chắn là không biết được. Vậy làm GitHub account sẵn, làm một cái account tử tế nha, URL cho nó tử tế, vì cái này mình sẽ dùng để khoe đồ chơi, mình sẽ dùng để khoe đồ chơi cho nhà tuyển dụng ở trên đây. Cho nên những cái gì mà công trình của chúng mày khoe hết trên đây. Đừng có nghĩ rằng GitHub chỉ là nơi chứa code, đâu ai cấm. Ví dụ môn database, tao đang đưa mấy cái hình cho chia sẻ là tao cũng đưa text lên không à, đưa ảnh lên không à, đó, đưa file ảnh lên không à. Nó là kho mà chứa cái tài nguyên của mình. Đó. Và mình đang được dùng miễn phí, mình trong cái giới hạn không gian nó cho thì mình cứ làm để nâng cao cái level của mình lên. Rồi, bài giảng của tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người bắt nhịp được nội dung và về nhà chuẩn bị cho nó tốt. Rồi, có câu hỏi thắc mắc gì không ạ? Thưa anh em Giang Hồ.